Đây là chuyện đời chuyện đạo với Phạm Văn Khanh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào tái ngộ tất cả mọi người. Hôm nay tôi lại được cơ duyên lên gặp các bạn để mỗi thứ ba hàng tuần để phụ trách một chuyện đời chuyện đạo. Thì hôm trước đã có giới thiệu tổng quát, thì ngày hôm nay mình đi thẳng vô Nguyễn Kinh chương 1 của nguyên sách Diệu Pháp Liên Hoa đã được viết hơn 30 năm nay. Thì mỗi một chương gồm có 3 phần. Phần kinh do Nam Mai viết, tức là phần cốt lõi của cái chương đó. Rồi luận là tôi, phân tích luận bàn cho nó rõ ràng hơn. Rồi phần truyện là anh Bằng. Viết truyện với mục đích cũng có khôi hài vui vẻ ở trong đó. Bây giờ mình đi thẳng vô chương 1 của Nguyễn Kinh nha. Diệu Pháp 1: không lễ chớ làm, không lễ chớ nghe, không lễ chớ nói, không lễ chớ nhìn. Đây là 4 vé tàu chở thẳng xuống địa phủ, thọ tội và luân hồi. Đây cũng là đức độ người chân tu. Sao mới gọi là tội? Sao mới gọi là phước? Chấp mê gọi là tội, tự tri gọi là phước. Rồi đến phần lý luận là tôi phụ trách luận bàn cái chương này. Hoa sen vốn sinh ra từ bùn, đạo giải thoát cũng từ cõi đời trần trược khổ đau này mà phát. Thấy được tâm chính nhờ cái tánh chấp mê lục dục thất tình. Bỏ bùn ra chẳng có sen, lìa đời không có đạo. Diệt tánh thì mất luôn cả tâm. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhằm nói về pháp môn kiến tánh, thấy tánh để tìm lại tâm, nhờ đời để mà hiểu đạo. Cuộc đời vốn vẫn như thế. Xã hội và luân lý luôn luôn có những khuôn thước quy luật để ràng buộc con người vào một trật tự chung. Tu hay không tu cũng đều phải thuận theo dòng sinh hoạt này. Cái khác chỉ là mục đích và đối tượng mà thôi. Người đời giữ lễ với mọi người chung quanh để vun bồi cái thể diện, cái danh giá của mình. Vì thế trở nên khó khăn độc tài, vì phải đè nén hãm mình, rồi kỳ thị, chê bai, chà đạp những người mà mình cho là thất lễ. Cảnh giằng co sâu xé trong nội tâm và ngoài xã hội đó gọi là địa ngục. Tạo khổ vì ác với chính mình, tạo tội vì xây dựng chấp mê. Người chân tu giữ lễ với đối tượng là chính mình. Làm, nói, nghe, nhìn theo những ý muốn trung thực bên trong. Không sống giả dối, đãi bôi và tự lừa gạt mình nữa. Điều quan trọng là phải trách nhiệm, chấp nhận mọi hậu quả và phê phán của dư luận chung quanh để có cơ hội thấy khiếm khuyết, ngõ hầu lặp lại quân bình. Tự tri không đến bằng sự trầm tư suy nghĩ mà có được nhờ thực chất dấn thân. Dấn thân để sống thực với đời, thì dầu có bầm dập ê chề, dầu bị chê bai khinh rẻ, nhưng vẫn đang là lập hạnh bồi đức, là vun bồi cái phước duyên để phát triển đạo tâm. Thì nói về lễ là một đề tài khá bao quát. Thì trở lại xa xưa thời Nguyên Thủy đó, con người mới sinh ra đó thì người ta nói tánh bổn thiện, nghĩa là con người mới sinh ra thì tánh rất là thiện lương, thuần với đạo trời. Rồi theo dòng luân hồi, mình bị ô nhiễm dần, thành ra có những vị giáo chủ ra đời mới dạy con người về nhân đức, tức là cái đức độ của một con người. Phật, Chúa, Lão Tử dạy về nhân đức. Rồi đến sau này thì nhân đức cũng phai nhạt, thành ra những vị hiền triết mới dạy con người về lễ nghĩa. Đó là Khổng Tử và các vị tương tự dạy về nhân
trí tính, vân vân, thì chúng ta thấy lễ là những cái công thức mà mình phải theo để giữ một cái cuộc sinh hoạt xã hội được tốt đẹp hơn. Nhưng mà không có cố chấp bám vào nó rồi khắt khe khó khăn với nó, tại vì đời sống vốn là rất là đa dạng, không thể nào áp dụng như là một công thức toán học được. Thì tôi xin kể một câu chuyện về lễ ngày xưa đó. Có hai sư huynh sư đệ mỗi ngày đều rời núi đi xuống phố khất thực. Thì hôm đó trời mưa, khi đi về đó, ngang một cái rãnh nước chảy khá mạnh thì thấy một cô bé ốm yếu đang đứng bên bờ rãnh nước, lo sợ không biết làm sao qua. Thấy hai người đến thì cô gái mới là nhìn với vẻ như là nhờ cậy. Thì sư huynh bèn tiến tới và đưa lưng cổng cô gái nhỏ nhắn đó và bao đồ đi qua rãnh nước rồi thả cô gái xuống. Thì cô bé cảm ơn sư huynh rồi lên đường. Thì hai anh em tiếp tục đi về chùa. Trên đường đi đó, vị sư đệ không chịu nổi, mới là thắc mắc càm ràm anh sư huynh, nói là sư huynh tại sao lại phạm giới, nam nữ thọ thọ bất tương thân, mà sư huynh tu hành lâu rồi, phải biết chứ tại sao lại gần gũi chung đụng với phái nữ như vậy. Thì sư huynh cứ làm thinh, rồi tiếp tục đi. Về tới chùa, anh sư đệ cũng không chịu, cứ nói hoài, nói anh sư huynh sao phải phạm luật. Thì lúc này sư huynh mới nói, đúng, ta đã có tiếp xúc với cô gái để mà giúp cô qua cái rãnh nước đó, và ta đã buông cô gái xuống khi mà đã đến bờ bên kia. Còn sư đệ ngươi đó hả, đã mang cái hình ảnh cô gái từ lúc đó đi suốt con đường về đến chùa, rồi lại vẫn còn mang cái hình ảnh cô gái đó vào trong chùa. Đó là câu chuyện mình nói là những cái chấp mê của lễ. Khi mà mình mê chấp quá đó thì nó không còn là lễ nữa, và nó là trở thành khó khăn, độc tài, đủ thứ hết. Rồi bây giờ tới phần truyện của sư huynh Bằng. Thì trong truyện thì sư huynh thường lấy những cái nhân vật, tức là những cái người có thật trong đời sống. Thì sư huynh Nam Mai đó được sư huynh đặt tên là, lấy danh hiệu là Thiền Sư Tâm Không. Tôi đó là Thông Luận, tại vì hay là lý luận. Rồi thì sư huynh đó là Vô Lực, tại vì ngày xưa đó thầy có cho sư huynh một bài thơ, thì trong đó có câu là hữu tâm vô lực niệm Nam Mô, nghĩa là sư huynh có tâm tu nhưng mà thiếu cái lực. Đó là danh hiệu của ba người, Thông Luận là tôi, sư huynh là Vô Lực, và Thiền Sư Tâm Không là sư phụ Nam Mai. Thì trong sinh hoạt của ba anh em đó, thỉnh thoảng có những bạn hữu thân tình đến sinh hoạt chung và ở một thời gian, nhưng mà không có trường kỳ thường xuyên như ba anh em tụi này. Thì kỳ đó có một vị sư huynh Võ Văn Chính, lớn hơn tôi 1-2 tuổi. Anh cũng là hội viên Vô Vi Tâm Pháp thời đó, cũng có ra thiên chỉ. Sư huynh đặt tên ảnh là Không Ái, tại vì ảnh rất là khó khăn, lúc đó là khoảng 40 tuổi rồi, 40 tuổi hơn, mà không có lập gia đình, không có bạn gái, không có hẹn hò yêu đương gì hết ráo. Thành ra câu chuyện của sư huynh viết về Không Ái ngày hôm nay. Tôi xin đọc cái câu chuyện này. Thiền sư Tâm Không dành một ngân khoản cho Không Ái đi tu học, đề mục là yêu,
để cởi mở tâm tánh. Sư đệ tham công án tái mặt. Một tháng sau trong buổi trà đàm, thiền sư hỏi lại: đã có cô nương nào lọt vào mắt xanh chưa? Không ái đỏ mặt đỏ bừng ấp úng trả lời: thưa chưa. Thiền sư nghiêm mặt: chấp hành công án không được là thiếu tu, còn ở đây làm gì? Sư đệ xin triển hạn, sắp tôi nãy xuống phố chợ xin việc làm, được nhận vào xưởng ươm tơ dệt lụa. Ở đây các thiếu nữ nhiều vô số kể, không ái đã ngoài tứ tuần, vốn ít nói lại nhát nên đường đạo có hơi tắc tị, thường che đậy giấu giếm, thiếu thật thà cởi mở kỳ thị tình yêu, lại không dễ tha thứ và hòa được với những người chung quanh. Một ngày xuân đẹp, cơ duyên đưa đẩy, sư đệ được trao việc lựa kén để ươm cùng với một ả tên Mộng Điệp. Đứng bên người đẹp, nói chẳng nên lời, toàn chuyện trời mưa trời nắng, chiều về khoe với sư phụ. Thiền sư cười nói: hãy mời cô nương ấy cùng đi ăn tại Long Phụng Tủ Lầu. Không ái dạ một tiếng nhỏ yếu ớt. Ngày hôm sau đến xưởng làm việc, gặp người đẹp, sư đệ đi tới định mời, rồi lại đi lui, rồi lại đi tới, lại đi lui, đi tới, đi lui, cuối cùng nhất quyết đi lui luôn. Sợ mới quen e bị từ chối, chiều về thiền sư cười ướm hỏi: sao, cá đã cắn câu chưa? Không ái ấp a ấp úng, nói lý nhí chẳng nên lời. Thiền sư quyết không tha, nạt lớn: ta hỏi ngươi đã mời được Mộng Điệp cô nương đi ăn chưa? Sư đệ sợ quá nói đại: thưa sư phụ, nàng đã có chồng rồi. Sưởng ươm tơ hết việc, không ái đã bỏ lỡ dịp, chẳng quá giải được công án bằng hương vị ngọt ngào, tươi mát và dịu dàng của tình yêu. Thì cuộc đời là một cái trường học để điêu luyện tâm linh tiến hóa. Thì khi mà dấn thân tu học, mình có những chốt kẹt gì thì mình phải dấn thân học hỏi để mà quán thông cái chốt kẹt đó, rồi lại tiếp tục dấn bước tu hành theo cái mục đích cuối cùng mình muốn của một người tu là giải thoát đến vô cùng. Thành ra đề mục tình yêu cũng là một bài học lớn của con người dưới thế gian này. Thì câu chuyện của sư huynh cũng nói về cái lễ nghĩa trong cái đời sống, mà trong đó bao hàm cả tình yêu ở trong đó. Thì đến đây là hết chương 1. Hẹn gặp lại các bạn chương 2 nha, tuần sau thứ 3. Rồi, xin chào, tạm biệt. Ô hê, ô hê. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Và xin chào tạm biệt.